Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông, thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Công nghệ nuôi tôm không ngừng được cải tiến và hoàn thiện. Bên cạnh những công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao, một số công nghệ nuôi tôm công nghệ cao mới dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên hoặc sử dụng hoàn toàn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Thứ nhất là CopeFlock, công nghệ nuôi tôm mới sử dụng hoàn toàn thức ăn tự nhiên. CopeFlock là một trong những thuật ngữ dùng để chỉ một công nghệ nuôi tôm mới đang phát triển mạnh tại Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. CopeFlock bằng với CopePod cộng với BioFlock là một công nghệ nuôi tôm sử dụng giáp xác chân trèo, các hạt BioFlock và các động vật thân mềm sống đáy như giun nhiều tơ, như là một nguồn thức ăn chính yếu cho tôm nuôi và hoàn toàn không sử dụng thức ăn viên công nghiệp. Hệ thống nuôi tôm này có nhiều thuận lợi như thiết kế vận hành đơn giản, ít rủi ro, chi phí nuôi thấp do không tốn nhiều thức ăn cho tôm, tốc độ tăng trưởng của tôm rất cao, lợi nhuận thu được cao, không gây ô nhiễm môi trường. Một số đặc điểm nổi bật của hệ thống này là ao nuôi không cần lót bạt, không cần cống trung tâm để xịp bông đáy ao, hoàn toàn khép kín, không thay nước, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất diệt khuẩn và xử lý nước nào, không sử dụng kháng sinh, không cần bổ sung hoặc khoáng chất, không cần ương tôm 30 ngày trước khi thả xuống ao nuôi và đặc biệt không sử dụng thức ăn công nghiệp. Tôm sử dụng hoàn toàn thức ăn tự nhiên có trong ao nuôi. Khuyến cáo mật độ nuôi tôm trong mô hình này dưới 50 con trên 1m². Thứ hai là nuôi tôm theo quy trình 3 pha. Điểm nhấn trong quy trình công nghệ này là hệ thống nuôi luân trùng và giáp xác chân trèo với quy mô lớn, kết hợp với ao ương tôm và ao nuôi thương phẩm để rút ngắn chu kỳ nuôi và gia tăng năng suất tôm lên đáng kể mà không phụ thuộc vào các nguồn protein khác như thức ăn nhân tạo. Hệ thống nuôi tôm 3 pha của họ bao gồm một ao ương nuôi trung tâm, hệ thống thông dòng nước và hệ thống nuôi nước chảy, nuôi luân trùng và giáp xác chân trèo. Và tôm sau khi ương sẽ được chuyển sang ao nuôi thương phẩm có diện tích lớn hơn. Hệ thống này có thể sản xuất tôm đạt trọng lượng từ 15 đến 16 gram trên một con trong thời gian 8 tuần. Tốc độ tăng trưởng hàng tuần đạt 4,2 gram trên con với tỷ lệ sống trung bình đạt 74%. Hệ thống nuôi nhiều pha này không những làm tăng hiệu quả sản xuất mà còn mở ra một cơ hội mới góp phần bảo vệ môi trường nhờ vào việc sử dụng thức ăn tự nhiên. Một lượng sinh khối rất lớn của phiêu sinh động vật giàu dinh dưỡng có thể được sản xuất trong thời gian ngắn, dùng làm thức ăn thay thế thức ăn nhân tạo cho tôm, góp phần gia tăng tính bền vững và lợi nhuận cho người nuôi tôm. Thứ ba, nuôi tôm sử dụng thức ăn có nguồn gốc thực vật lên men. Đây là quy trình nuôi tôm dựa trên công nghệ CopeFlock, nhưng trong quá trình nuôi tôm bổ sung thêm các loại thức ăn lên men có nguồn gốc thực vật hoặc bổ sung thức ăn công nghiệp. Ưu điểm của công nghệ nuôi này là tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trong ao, bổ sung các loại thức ăn lên men có nguồn gốc thực vật như cám gạo hay đậu nành lên men với chế phẩm sinh học hoặc bổ sung thêm thức ăn công nghiệp giúp giảm giá thành sản xuất, giảm chi phí thức ăn, tôm tăng trọng nhanh, nuôi được mật độ cao hơn so với mô hình CopeFlock. Trong mô hình này, ao nuôi thường có diện tích lớn hơn khoảng 0,5 đến 1 hectare trên ao. Mật độ nuôi từ 30 đến 100 con trên 1m². Thứ tư, công nghệ nuôi tôm Rainway, siêu thâm canh nhiều tầng. Đối với công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh trong hệ thống Rainway truyền thống, tôm được nuôi trong những bể nước hình chữ nhật, các bể được bố trí nằm liền kề nhau và chúng được bố trí trong phòng lớn. Hệ thống này có nhược điểm là cần một không gian rất lớn để có thể sản xuất ra một lượng tôm lớn và giá thành sản phẩm cao hơn so với tôm nhập khẩu. Để khắc phục những nhược điểm của hệ thống Rainway truyền thống, tiến sĩ Addison Lorenzi, một nhà khoa học tại phòng thí nghiệm nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ở Texas AgriLife, đã có một ý tưởng tuyệt vời là xếp chồng các bể Rainway lên với nhau. Hệ thống này được gọi là nuôi tôm Rainway siêu thâm canh nhiều tầng. Thứ năm, công nghệ BioFlock trong nuôi tôm thâm canh. Công nghệ BioFlock được giáo sư người Israel khởi xướng.
được thực hiện đầu tiên trong nuôi tôm thương phẩm ở Bali, Indonesia. Hệ thống BioFlock được phát triển để nâng cao khả năng kiểm soát môi trường nuôi thủy sản. Thông thường, nuôi tôm với mật độ cao cần phải có hệ thống xử lý chất thải. Hệ thống BioFlock cho phép các chất thải hữu cơ và quần thể vi sinh vật tồn tại trong ao nuôi. Thông qua quá trình xáo trộn nước và sục khí để duy trì sự hiện diện của các hạt flock, chất lượng nước được đảm bảo. Công nghệ BioFlock là giải pháp giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất là loại bỏ các chất dinh dưỡng chuyển hóa vào sinh khối vi khuẩn dị dưỡng, xử lý nước ao nuôi. Thứ hai, sử dụng flock làm thức ăn bổ sung tại chỗ cho đối tượng nuôi. Do đó, công nghệ BioFlock làm giảm chi phí thức ăn và được coi là giải pháp để phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp. Yêu cầu về năng lượng điện cho sục khí và đảo nước của hệ thống BioFlock vượt xa các hệ thống nuôi thông thường và hầu hết các hệ thống nuôi tuần hoàn cần cung cấp sục khí với công suất khoảng 25-30 HP trên 1 hecta. Vì vậy, không thể áp dụng cho các ao không có lót bạt vì sẽ gây nên xói mòn đất. Do đó, hầu hết các ao nuôi theo công nghệ BioFlock đều có lót bạt hoặc đáy bằng bê tông. Công nghệ BioFlock không khuyến cáo cho những khu vực nuôi có nguồn điện không ổn định và giá điện cao. Quản lý hệ thống nuôi theo công nghệ BioFlock không đơn giản, đòi hỏi những kỹ thuật tương đối phức tạp cần thiết để đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt và đạt năng suất cao. Thứ 6 là công nghệ Semi BioFlock trong nuôi thâm canh. Hệ thống nuôi tôm thay nước nhiều thường duy trì chất lượng nước tốt. Tuy nhiên, do vấn đề an toàn sinh học và môi trường nên người nuôi đã quan tâm nhiều hơn đến việc ứng dụng các công nghệ nuôi tôm không thay nước như BioFlock. Để ứng dụng thành công công nghệ BioFlock, người nuôi cần phải ứng dụng cùng lúc rất nhiều yếu tố như thảm nuôi tôm với mật độ cao, hệ thống sục khí và đảo nước thích hợp và đủ công suất từ 25-30 HP trên 1 hecta. Hệ thống kiểm soát ao nuôi đúng và chặt chẽ. Từ những khó khăn trên, nhiều người nuôi tôm ở Indonesia đã chuyển sang công nghệ nuôi đơn giản hơn BioFlock là Semi BioFlock hay còn gọi là hệ thống lai kết hợp giữa sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng. Đặc điểm của hệ thống này là tạo ra môi trường cân bằng với khoảng 30-40% sinh vật tự dưỡng, chủ yếu là tảo, chlorella và 60-70% sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là các chủng bacillus. Thứ 7, công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính. Hiện nay, mô hình nuôi tôm trong nhà kính đang lan rộng ở đồng bằng sông Cửu Long do kiểm soát được vấn đề dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và ít rủi ro hơn các mô hình nuôi tôm khác. Nuôi tôm trong nhà kính, chi phí đầu tư ban đầu cao. Tổng chi phí đầu tư cho một nhà khoảng 10 tỷ đồng, gồm xây nhà bao phủ các ao nuôi tôm, xây tường xung quanh ao nuôi, lót bạt dưới đáy ao, lắp đặt hệ thống quạt, oxy đáy, hệ thống cho tôm ăn tự động. Nhờ mô hình đầu tư hiện đại và khép kín nên có thể thả nuôi tôm thâm canh với mật độ khá cao. Trung bình mật độ thả nuôi từ 200-290 con trên 1 mét vuông. Nuôi tôm sau 100-105 ngày thả nuôi là có thể thu hoạch. Tôm đạt kích cỡ từ 30-33 con trên 1 kg. Năng suất đạt từ 60-90 tấn trên 1 hecta. Tôm nuôi trong nhà kính có nhiều ưu điểm như dễ kiểm soát các yếu tố môi trường. Tôm nuôi tăng trưởng khá nhanh, đặc biệt là tôm thương phẩm sau thu hoạch bóng và đẹp, nên được các công ty chế biến tôm xuất khẩu thu mua với giá cao so với thị trường. Điều đặc biệt là tôm trong nhà kính không cần thay nước, nguồn nước có thể được tận dụng để thả tôm nuôi những vụ tiếp theo. Do đó, người dân sẽ chủ động được khâu xử lý nước thải trong môi trường nuôi tôm, một vấn đề bức thiết lâu nay mà không có giải pháp khắc phục. Thứ 8 là công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh trong hệ thống nước chảy Rayway. Kỹ thuật Rayway xuất phát từ các quốc gia Nam Mỹ và phổ biến để nuôi tôm thẻ chân trắng. Công nghệ nuôi Rayway giúp gia tăng lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích và trên cùng khoảng thời gian nhờ vào khả năng xoay vòng ngắn, tận dụng tối đa đặc tính sinh học vượt trội của tôm thẻ chân trắng, đặc biệt là khả năng tăng trưởng bù. Tính an toàn sinh học cao giúp giảm thấp rủi ro, gia tăng khả năng thành công của vụ nuôi. Theo kết quả nghiên cứu, hệ thống nuôi Rayway có thể sản xuất được hơn 9 kg tôm thẻ chân trắng trên mỗi mét khối nước, với mật độ nuôi lên đến 530 con trên 1 mét khối nước. Tốc độ tăng trưởng hàng tuần của tôm nuôi đạt 1,3 gram trên tuần. Ngoài ra, hệ thống này giúp giảm chi phí sản xuất tôm,
Thời gian nuôi tôm thương phẩm chỉ mất 3 tháng, cho phép sản xuất được 4 vụ trên bè trên năm. Hệ thống nuôi khép kín đã ngăn chặn thành công sự bộc phát của virus và tỷ lệ chết giữ ở dưới 0,5% mỗi tuần. Công nghệ nuôi này yêu cầu trình độ quản lý kỹ thuật cao, đặc biệt là phải đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan của hệ thống phải ở mức tốt nhất. Đây là hệ thống cần đầu tư ban đầu lớn, cần trình độ quản lý, kỹ thuật cao để có thể nuôi đạt kết quả tốt nhất. Tổng kết lại, hiện nay có rất nhiều quy trình công nghệ nuôi tôm khác nhau, mỗi công nghệ có ưu điểm, nhược điểm và mức độ đầu tư khác nhau. Tùy theo điều kiện thực tế mà người nuôi có thể cân nhắc lựa chọn công nghệ nuôi phù hợp để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.